Cứ quen tôi không biết là câu cửa miệng, cả đời sẽ tuột dốc vì không dám thử thách bản thân. Tôi không biết, tôi nghĩ là tôi không làm được. Tôi không chắc là mình có thể. Này bạn ơi, bạn định cứ như thế đến bao giờ? Bạn có biết là tự tin là một kỹ năng mà đã là kỹ năng thì tất nhiên có thể học được. Thứ nhất là khí thế. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ngồi nhà, hỏi sao mình luôn tự ti về bản thân thế. Này bạn hiền, mặc quần áo vào, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, đạp lên lòng tự ti mà tiến về phía trước. Dù trong lòng bạn sợ hãi cũng không được thua về khí thế. Hãy mỉm cười, giả vờ bạn tự tin, bạn sẽ tự tin thật. Ngàn lần đừng để người khác thấy sự yếu đuối của bạn. Bạn có thể giữ những sợ hãi ấy cho bản thân hoặc tìm đến những người bạn tin tưởng để chia sẻ. Với người lạ, đặc biệt trong công việc và học tập, cái họ nhìn vào là kết quả, là sự nghiêm túc khi làm việc. Không ai quan tâm, bạn yếu đuối cho ai xem. Thứ hai là tin vào chính mình. Một thầy người Mỹ đã từng nói với chúng tôi: You can do it, why? Because you are Vietnamese. Người Việt chẳng có cái gì mà họ không thể làm được cả. Các cuộc chiến tranh là bằng chứng hùng hồn nhất cho những ai nghi ngờ trí thông minh và sự dũng cảm của người Việt. Một đợt rộ lên phong trào bẻ đôi quả táo khi mà một người nước ngoài đăng trên kênh Reddit rằng anh ta không hiểu nổi sao bạn bè người Việt của anh ta lại có thể bẻ đôi được quả táo. Bạn anh ấy còn nói rằng người Việt ai cũng có thể làm được và một loạt bình luận nghĩ người Việt có năng lực đặc biệt gì chăng? Rồi đến khi nhìn các anh cầu thủ đá bóng dưới trời mưa tuyết, tôi thật sự hiểu ra rằng tinh thần kiên cường của người Việt thật không đùa được đâu. Mang dòng máu Việt chảy trong huyết quản, điều gì có thể ngăn cản bước chân bạn chứ? Những ngày đầu mới tập cardio, ngày đầu tôi tập được 15 phút, ngày thứ hai được 20 phút, rồi 25 phút, rồi dậm chân ở 30 phút. Và nghĩ rằng chẳng hơn được nữa, vì thực sự đến 30 phút thôi tôi đã thấy bùn rùn chân tay rồi. Cho đến một ngày, kiên trì học hết bài tập 45 phút, mặt đỏ bừng, áo ướt đẫm mồ hôi, nhìn mình trong gương, tôi lại cười vì hóa ra mình thực sự làm được. Vậy là những lần sau, điều kỳ lạ là tôi lại có thể tập hết bài tập 45 phút. Đừng tự đặt những giới hạn lên để trói buộc bản thân. Hãy luôn nói với bản thân rằng mày làm được, người khác làm được, bạn cũng làm được mà còn có thể tốt hơn. Cái gì không biết có thể học, nhưng đừng bao giờ để câu tôi không biết làm câu cửa miệng. Bạn còn chưa bỏ ra 1% cố gắng, sao bạn biết không làm được? Thứ ba là hiểu bản thân. Bạn thường nhìn cuộc sống của người khác, ghen tị với những thành công của họ, lớn lên trong những lời so sánh với con nhà người ta của bố mẹ. Dần dần nó mọc mầm trong suy nghĩ của bạn rằng bạn không bằng người khác. Mọi thứ sẽ không quá nghiêm trọng cho đến khi nó thực sự ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của bạn. Khi bạn để công việc, cuộc sống, thậm chí hạnh phúc của mình cho người khác quyết định. Khi bạn ngày ngày lo lắng người khác nghĩ gì, đánh giá như thế nào về mình. Hãy chấp nhận bản thân mình, mỗi người đều có giá trị riêng của họ và cả bạn cũng vậy. Hiểu rõ bản thân, phát triển điểm mạnh, biết những khuyết điểm của mình và tìm cách khắc phục nó. Nhút nhát sẽ khiến bạn ngại dấn thân, ngại thay đổi, nó sẽ tước đoạt mọi cơ hội của bạn. Mang tâm thế tự tin và bước ra ngoài kia chiến đấu, đừng để bất kỳ điều gì ngăn cản tương lai của bạn. Hãy tin vào bản thân và đến một ngày người ta sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tin vào bạn. Cynthia Kersey. Bài viết được trích từ blog Stringer and Fabulous.